Ronaldo sắp bị tiền vệ của Man City vượt mặt. Mateo Kovacic có thể vượt qua Cristiano Ronaldo cũng như một số cầu thủ khác nếu tuyển thủ người Croatia cùng với Manchester City tham dự FIFA Club World Cup. Nếu cùng Man City vô địch FIFA Club World Cup 2023, Kovacic sẽ vượt qua những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, David Alaba và Antonio Rudiger, những cầu thủ từng vô địch FIFA Club World Cup với hai câu lạc bộ khác nhau. Trước đó, Kovacic đăng quang giải đấu này cùng với Real Madrid vào các năm 2016 và 2017 và Chelsea vào năm 2021. Tuyển thủ Croatia có thể trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch giải đấu này với 3 đội khác nhau. Kovacic là một phần không thể thiếu trong tập thể của Real Madrid, lập nên 3 chiếc vô địch Champions League lịch sử dưới thời Zinedine Zidane vào các mùa giải 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018. Sau khi gia nhập Chelsea vào năm 2019, tuyển thủ người Croatia giành thêm một danh hiệu Champions League nữa, đánh bại Manchester City trong trận chung kết diễn ra vào năm 2021 và giành chức vô địch FIFA Club World Cup cùng với The Blue. Mùa hè năm 2023, Kovacic chuyển đến Manchester City và giành được chiếc cúp đầu tiên, siêu cúp UEFA. Giờ đây với FIFA Club World Cup sắp diễn ra, cựu sao của Real Madrid đặt mục tiêu giành danh hiệu câu lạc bộ thế giới cùng với đội chủ sân Etihad. Rạng sáng ngày 20 tháng 12 giờ Việt Nam, Mateo Kovacic và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại FIFA Club World Cup 2023 gặp đối thủ Udawaret Diamond. Trong trường hợp vượt qua đại diện Nhật Bản, City sẽ chơi trận chung kết diễn ra vào hôm 23 tháng 12. Bom tấn muốn gia nhập Arsenal. Trao đổi với con Offside, ký giả Fabrizio Romano đã lên tiếng cập nhật về tương lai của ngôi sao người Anh. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Ivan Toney có mong muốn chuyển đến khoác áo Arsenal. Và pháo thủ cũng biết rõ về lập trường của tiền đạo người Anh. Tuy vậy, Romano khẳng định mức phí chuyển nhượng vẫn đang là một vấn đề lớn đối với thương vụ này. Ký giả người Ý cho biết, tất nhiên Arsenal biết rõ lập trường của Ivan Toney. Không phải Toney nói với Arsenal rằng cậu ấy muốn gia nhập đội bóng của họ, nhưng tất nhiên họ biết cầu thủ này muốn chuyển đến. Song như chúng tôi đã nói nhiều lần, vẫn còn vấn đề về phí chuyển nhượng. Ngoài ra, Toney rất muốn tôn trọng Brentford, nên điều đó phụ thuộc vào việc câu lạc bộ có đạt được thỏa thuận hay không. Những tháng gần đây, truyền thông Anh vẫn luôn khẳng định 80-100 triệu bảng là mà Brentford muốn cho trường hợp của Ivan Toney. Vì vậy, khả năng Arsenal triển khai thương vụ này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là rất thấp. Hơn nữa, Douglas Luiz, mục tiêu số 1 mà họ đang nhắm đến, cũng sở hữu mức phí dưới 100 triệu bảng. Nkunku sẽ mang tới điều gì cho Chelsea? Cựu ngôi sao của RB Leipzig dự kiến sẽ sớm có trận ra mắt Chelsea khi mà anh đã bình phục chấn thương, và điều này có thể mang tới nhiều điều tích cực cho đội bóng. Christopher Nkunku chuyển tới Chelsea hồi đầu mùa hè với bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Từng chơi rất hay trong áo của RB Leipzig trong vai trò hậu công hoặc một tiền đạo thứ hai, nhưng cầu thủ người Pháp chưa có đóng góp gì nhiều cho The Blue. Chấn thương gặp phải trong giai đoạn tiền mùa giải đã buộc cho Nkunku phải phẫu thuật và chỉ mới quay lại băng ghế dự bị trong trận đấu với Sheffield United ở vòng 17 Premier League vừa qua. Sau chiến thắng 2-0 ngày hôm đó, Mauricio Pochettino đã chia sẻ: "Chúng tôi không muốn mạo hiểm với Nkunku và cho anh ấy thêm thời gian để hồi phục." Dù đã đại tu đội hình trong 18 tháng qua, nhưng Chelsea vẫn cho thấy hình ảnh thiếu sức sống. Họ chỉ ghi được 28 bàn thắng ở mùa giải năm nay, bỏ lỡ tới 35 cơ hội rõ ràng, nhiều nhất trong số các đội bóng ở ngoài hạng Anh mùa giải năm nay, trong khi tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ chỉ là 11,6%, đứng thứ 9 trong giải đấu. Lẽ ra họ phải ghi nhiều bàn thắng hơn thế, với 9,6 đường chuyền quyết định mỗi trận. Con số này cũng cao thứ 9 ở Premier League. Raheem Sterling, Nicolas Jackson và Mikhailo Mudryk thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội 10-10 một cách vô cùng đáng tiếc. Do vậy, các cổ động viên của The Blue đang hy vọng rằng sự trở lại của Christopher Nkunku sẽ cải thiện vận may của Chelsea ở 1/3 cuối sân, và rằng sự bổ sung mang tên Nkunku sẽ mang lại cho đội bóng mối đe dọa thường trực trên hàng tấn công với chất lượng hàng đầu. Không chỉ là những bàn thắng, mà đó còn là những cơ hội lớn được tạo ra. Ngôi sao người Pháp đã ghi được 16 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho RB Leipzig ở mùa giải trước. Trong mỗi 90 phút, anh tạo ra 1,8 đường key pass, tung ra 3,5 cú sút. Những thống kê này cho thấy Nkunku chưa hay ra sao trong vai trò của một tiền đạo thứ hai hoặc một số 10 của đội. Vai trò kép này ở Chelsea từng được Mauricio Pochettino giao cho không dưới 5 cầu thủ thực hiện, trong đó bao gồm Conor Gallagher và Enzo Fernandez có 5 lần thử, nhưng không một ai thể hiện tốt. Điều đó khiến cho chất lượng tấn công và dứt điểm của đội chủ sân Stamford Bridge không được như kỳ vọng. Dù chúng ta vẫn phải cẩn trọng khi so sánh giữa Bundesliga và Premier League rằng không phải ai thành công ở Đức cũng sẽ tỏa sáng ở Anh. Chelsea chính là đội hiểu rõ vấn đề này khi mà họ đã từng thất bại với Timo Werner và Kai Havertz, nhưng có lý do để người hâm mộ của The Blue tin vào Nkunku. Cùng những thống kê bên trên, tiền đạo 26 tuổi cũng có 1,8 lần dây bóng thành công mỗi 90 phút ở Bundesliga mùa giải trước, cùng với hàng loạt cách mà anh có thể đưa bóng cho các đồng đội dứt điểm, và điều đó sẽ làm tăng sự khó đoán cho đội bóng của Pochettino. Dù chưa ổn định, nhưng khi nhìn vào đội hình của Chelsea, người hâm mộ có thể thấy được sự cân bằng đáng nể ở nơi hàng tiền vệ.
Gallagher và Cole Palmer liên tục chơi tốt trên tuyến đầu. Phía bên dưới họ có Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Romeo Lavia, những người đã khẳng định được tài năng ở môi trường ngoại hạng Anh. Như vậy, Christopher Nkunku sẽ là một trong những sự bổ sung đáng giá cho nhiệm vụ liên kết các đồng đội ở 1/3 sân cuối. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Cole Palmer bị đẩy sang cánh phải và Raheem Sterling sang cánh trái để hỗ trợ cho Christopher Nkunku ở trung tâm. Cách sắp xếp này có thể là chìa khóa giúp cho Chelsea bùng nổ dữ dội ở giai đoạn sau của mùa giải. Matthäus, Kane là đại sứ. Lothar Matthäus cho biết Harry Kane đã trở thành gương mặt đại diện của Bayern Munich và là đại sứ người Anh tại Đức. Huyền thoại của bóng đá Đức Lothar Matthäus đã nói với Sky Sport về việc Harry Kane chơi bóng tại Bayern Munich như sau. Kane rất khỏe, rất tốt, không chỉ trên sân cỏ, anh ấy là gương mặt đại diện của Bayern Munich, không chỉ ở Đức, anh ấy còn tạo ra ảnh hưởng tốt cho Bundesliga, giúp chúng tôi có mặt trên trường quốc tế nhiều hơn, nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Harry Kane là bảo hợp đồng chất lượng, chúng tôi rất hạnh phúc, anh ấy đã ghi bàn sau 15 trận, anh ấy đã có được 20 bàn ở Bundesliga và trên chặng đường chinh phục danh hiệu vua phá lưới. Anh ấy rất thân thiện với người hâm mộ, hòa nhã với giới truyền thông. Harry Kane là một đại sứ tuyệt vời. Chúng tôi không thể có một đại sứ Anh nào tốt hơn Harry Kane vào lúc này. Kane có thể tranh quả bóng vàng và danh hiệu FIFA The Best nếu các tiêu chuẩn chơi bóng như hiện tại của anh vẫn được duy trì. Về phía Matthäus, ông đưa ra quan điểm về kết quả bầu chọn các giải thưởng cá nhân trong năm 2023 như sau. Erling Haaland, khi bạn nhìn thấy năm 2023 với những danh hiệu dành cho Haaland, những gì anh ấy đã giành được cùng với Manchester City và cách anh ấy ghi bàn ở giải Anh. Đối với tôi, cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 không phải là Lionel Messi. Jude Bellingham đã làm rất tốt ở Borussia Dortmund, ở Real Madrid, nhưng anh ấy không giành được danh hiệu nào vào năm 2023. Còn với Haaland, anh đã giành được mọi thứ cùng với Man City. Những lượng bàn thắng, cách anh ấy chơi cho Man City và đội tuyển quốc gia Na Uy chứng minh cho tất cả. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt và tôi nghĩ vào năm 2023, cầu thủ xuất sắc nhất đối với tôi phải là Erling Haaland. Mới đây Harry Kane đã vượt qua Erling Haaland để trở thành cầu thủ đạt 20 bàn thắng của Bayern Munich nhanh nhất tại Bundesliga. Thủ quân của đội tuyển Anh lập được thành tích này chỉ sau 14 lần ra sân, phá kỷ lục của huyền thoại Urs Seeler khi ông mất 21 trận để chạm cột mốc này, trong khi với Haaland con số là 22. Xavi tiết lộ người chăm chỉ nhất trên sân tập của Man United. Trên BBC, cựu danh thủ Robbie Xavi đã tiết lộ rằng Scott McTominay là một trong những người tập luyện chăm chỉ nhất của Man United vào lúc này. Cầu thủ người Scotland Scott McTominay được bầu làm đội trưởng của Man United trong trận đấu với Liverpool vừa qua và anh đã thể hiện một màn trình diễn khá ấn tượng. Dẫu vậy, Scott McTominay vẫn bị nhận những lời chỉ trích và ngay lập tức cựu danh thủ Robbie Xavi đã bảo vệ tiền vệ của Man United. Tại sao bạn lại nhắm vào Scott McTominay? Cậu ấy đã được trao chức băng đội trưởng. Về tình huống giữa cậu ấy và Maguire, cậu ấy đã chiến đấu, các huấn luyện viên đã chọn cậu ấy. Cậu ấy có một thái độ tuyệt vời. Tôi biết cậu ấy là thủ lĩnh trên sân tập. Tôi biết sự thật đó và tôi biết cậu ấy là thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Tại sao bạn lại chỉ trích Scott McTominay khi mọi người đang đặt nghi vấn với Bruno Fernandes? Xavi nói. Ở phần đầu mùa giải, McTominay không được huấn luyện viên Erik ten Hag trọng dụng. Tuy nhiên với việc Casemiro xuống phong độ thảm hại, ten Hag buộc phải trông cậy vào tiền vệ sinh năm 1996. Đến nay, anh đã có tới 5 bàn thắng ở Premier League, tức còn hơn cả thành tích ghi bàn của Marcus Rashford. Chelsea định giá bán Conor Gallagher. Trao đổi với Con Offside, ký giả Fabrizio Romano khẳng định tiền vệ người Anh có thể rời Chelsea ngay tháng 1. Trao đổi về tình hình hiện tại của Conor Gallagher, ký giả Fabrizio Romano chia sẻ. Mauricio Pochettino đã nói về tương lai của Conor Gallagher và tình hình cậu ấy cũng giống mùa hè. Cậu ấy có thể rời đi, nhưng phải có một lời đề nghị quan trọng. Hiện tại hợp đồng của Gallagher sẽ hết hạn vào năm 2025, nên Chelsea muốn có một cuộc thảo luận với cầu thủ này và người đại diện của cậu ấy. Vào tháng 1, tôi nghĩ sẽ cần có một lời đề xuất quan trọng. Nếu lớn hơn 35 triệu bảng, thì Chelsea có thể sẵn sàng thảo luận về thương vụ này. Tuy nhiên họ không chấp nhận 100%, vẫn chưa đi đến giai đoạn quyết định bán Gallagher. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về Gallagher, theo những gì tôi được biết. Bản hợp đồng mới của Gallagher vẫn là một trong chủ đề được thảo luận ở Chelsea, nhưng không loại trừ việc cậu ấy sẽ rời đi trong trường hợp họ nhận được một lời đề nghị hấp dẫn. Tôi nghĩ Pochettino đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cầu thủ này, rằng đây là mẫu cầu thủ Chelsea cần. Vì vậy hãy chờ xem ban lãnh đạo sẽ phản ứng thế nào trước thông điệp mạnh mẽ từ huấn luyện viên.